Chiều qua, huyện Phù Cử tổ chức công bố quyết định trao giấy chứng nhận và bàn giao 47 công dân liên quan đến ổ dịch xã Tiên Tiến đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung trở về địa phương. Từ ngày 29 tháng 4, cơ sở cách ly tập trung số 1 của huyện Phù Cử tại trường mầm non xã Quang Hưng tiếp nhận 47 công dân thực hiện cách ly tập trung. Đây là những trường hợp F1 có liên quan đến ổ dịch thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử. Đến nay, sau 21 ngày cách ly và qua 3 lần xét nghiệm, 47 công dân đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bảo đảm các yêu cầu về điều kiện sức khỏe và được nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, các công dân tiếp tục tuân thủ việc theo dõi sức khỏe bản thân, tự cách ly tại nhà thêm một tuần nữa.